Bên cạnh nội dung thú vị, dàn sao nữ của phim gồm Quỳnh Cun, Ngọc Huyền, Diễm Hương còn làm khán giả trầm trồ vì visual. Một, Quỳnh Cun. Trở lại với vai diễn Sơn Ca, Quỳnh Cun tạo được ấn tượng khi rũ bỏ hình tượng bánh bèo để hóa thân thành cô nàng cá tính, tháo vác. Mặc dù xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng chuyện tình duyên của Quỳnh Cun có vẻ không được thuận buồm xuôi gió khi hiện tại cô nàng vẫn độc thân. 1 lần, Quỳnh Cun có tiết lộ cô từng có mối tình sâu đậm với bạn trai là đạo diễn kiêm quay phim. Sau khi cả hai chia tay đến hiện tại cô nàng vẫn chưa bước vào mối quan hệ mới. Một điều thú vị là dạo trước Quỳnh Cun liên tục có tin đồn phim giả tình thật cùng bạn diễn nam. Mặc dù được fan ship rất nhiệt tình với Thanh Sơn nhưng cặp đôi đã nhanh chóng khẳng định chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp. 2. Cô đang chăm chỉ tập trung cho sự nghiệp, nữ diễn viên cũng đùa vui biết đâu trên con đường sự nghiệp mình sẽ gặp được nhân duyên ưng ý. Quỳnh Cun chia sẻ, nếu hỏi mong muốn về nửa kia thì tôi hy vọng đó sẽ là một người trưởng thành, tinh tế và luôn ủng hộ tôi trong công việc. 2. Ngọc Huyền. Gần đây nhất, Ngọc Huyền tạo được dấu ấn qua bộ phim Lối Nhỏ Vào Đời. Tuy chỉ là một vai phụ nhưng khả năng diễn xuất tươi sáng của cô nàng rất được lòng người hâm mộ. Trở lại với Gara Hạnh Phúc, vào vai Vân, một cô gái bị chấn thương tâm lý hứa hẹn sẽ làm màn lột xác cho Ngọc Huyền. 3. Với nhan sắc ngọt ngào, Ngọc Huyền ắt hẳn có nhiều vệ tinh vây quanh. Được biết, Ngọc Huyền hiện tại đã có bạn trai nhưng tiếc là cô nàng chưa bao giờ công khai nên chưa ai được diện kiến chân dung anh chàng may mắn này cả. Ngọc Huyền và bạn trai đã có hơn 3 năm gắn bó, được biết anh chàng cũng là người trong ngành giải trí. Ngọc Huyền bật mí, bạn trai chưa bao giờ ghen hay ngăn cản bạn gái quay cảnh thân mật cùng bạn diễn. Ngược lại, anh chàng còn là nguồn động viên để cô có thể hoàn thành tốt mỗi vai diễn. 3. Diễm Hương. Là diễn viên sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, Diễm Hương chuyên trị những vai diễn chua ngoa, đanh đá trên màn ảnh. Đến với Gara Hạnh Phúc, cô vào vai Cẩm Khê, một nữ đại gia có mối quan hệ tình cảm phức tạp với tình trẻ Bình An. Được biết, Diễm Hương là bà xã của nam diễn viên Hồng Quang, cả hai nổi tiếng là cặp vợ chồng hạnh phúc viên mãn. Họ yêu nhau từ năm 2010 và đã kết hôn được 10 năm. Chuyện tình của đôi trai tài gái sắc nhà hát kịch Việt Nam luôn khiến bạn bè đồng nghiệp và khán giả ngưỡng mộ bởi sự dễ thương, ngọt ngào. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình, Diễm Hương cho biết mình và ông xã có tính cách trái ngược nhau, cô thì vô tư lại hay quên, còn ông xã thì cầu toàn, cẩn thận. Vì thế cho nên, Hồng Quang luôn ở phía sau giúp vợ vun vén, chu toàn mọi thứ. 4. Nhìn chung, dàn sao nữ của Gara Hạnh Phúc ai nấy đều tài sắc vẹn toàn, có người may mắn trong tình yêu cũng có người vẫn đang chờ nhân duyên gõ cửa. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.